Bây giờ em có cái lotion, lotion mà chai 3.3 ounce á. Ồ, cái lotion này bán nhiều, mỗi năm là bán là chưa cứng luôn. Em có tổng cộng là như là 7 mùi đấy, 7 mùi. Em tổng cộng là 7 mùi nha cả nhà. Rồi bây giờ mình lên cho em các anh chị mấy màu nha, là mùi thứ nhất là lavender, thứ hai là mùi warm kiss, và thứ ba là mùi avocado, olive, jasmine, cherry blossom và orange. Ok, tất cả các mùi này đều được free ship khi mua 2 thùng hết, và nó có tặng kèm gift box, thành ra là quý vị yên tâm khi sử dụng luôn. Mình tặng một cái gift box ở ngoài ấy, màu hồng rất là dễ thương luôn. Và mình sử dụng á thì mình chỉ cần lột cái miếng siêu ra đấy, lột siêu này ra và mình xức lên thôi. Thường thường ai cũng hỏi em là trời ơi bà Nia, tôi hỏi là bà cái mùi nào nó thơm vậy bà, à thì em nói mùi nào cũng thơm hết. À thế à? Mùi nào cũng thơm hết quý vị. Và khi mình lấy một thùng á thì mình sẽ có một mùi trong đó là 60 ống nha cả nhà nha. Một thùng mình sẽ có 60 ống. Lotion này có dễ thấm vô da không chị ơi? Lotion này có dễ thấm vô da không chị ơi? Lotion này là cực kỳ dễ thấm luôn, cực kỳ dễ thấm luôn. Đó, cực kỳ dễ thấm luôn ha. Trời ơi, sao chưa cái là nó dính liền nè. Đó, đấy. Thấy không? Mình mua 2 thùng sẽ free ship em nha. Đó, thấm nhanh luôn, và hàng này là hàng của Mỹ, thành ra nó không gây hại da. Đặc biệt thằng Mỹ nó làm lotion đó, thơm nhẹ nhàng. Thơm nhẹ nhàng mà nó mịn. Đó, ha. Chốt tên 10 điểm. Ok. Chào.